chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trưởng Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về một cái chủ đề khá đặc biệt đó là việc các vận động viên Việt kiều vận động viên gốc Việt trở về Việt Nam trở về quê hương thi đấu dưới màu áo đội tuyển Việt Nam thưa quý vị. Và có những người thành công, có những người thất bại có những người thành công là có những người những vận động viên đã đạt được huy chương huy chương bạc huy chương vàng vân vân và cũng có người thì không thành công đó là cái điều đương nhiên khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao thể thao chuyên nghiệp thì để trở về Việt Nam mà thi đấu là đây là một cái nỗ lực rất lớn từ cả hai phía thưa quý vị vì những lý do như là hậu quả của cuộc chiến năm 1975 đã chia thành hai phe, phe vàng và phe đỏ. Và những người gốc Việt ở hải ngoại phần lớn, phần đông là thuộc phe vàng, thưa quý vị. À, do đó họ phải vượt qua cái định kiến để trở về với Việt Nam và trong trường hợp và nhiều trường hợp thì bị tẩy chay, bị uh, la ó, bị phản đối coi như là nói rằng là phản bội lòng ranh quốc cộng gì đó vân vân thưa quý vị. rồi khi trở về Việt Nam thì lại bị uh, những người trong nước uh, đủ kiểu thưa quý vị ganh ăn tức ở uh, gà tô vân vân tại sao uh, cầu thủ việt kiều lại được uh, lương cao hơn tôi rồi tại sao cầu thủ việt kiều lại được đặt cách rồi tại sao cầu thủ việt kiều lại được uh, tiêu chuẩn này nọ vân vân và vân vân thưa quý vị uh, nói chung là anh là cầu thủ việt kiều cho nên tôi không truyền banh cho anh và từ không truyền banh cho anh anh trở thành một cầu thủ thất bại vĩ đại thưa quý vị À, nói chung là thể thao là khắc nghiệt như thế cho nên việc sử dụng các uh, cầu thủ Việt kiều hay uh, ngoại kiều hay uh, Mỹ gốc Việt vân vân là một vấn đề hết sức uh, khó khăn Thưa quý vị. Và không riêng gì ở nước Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới khi mà họ có những cái chính sách uh, đãi ngộ các cầu thủ ngoại kiều, ngoại binh uh, cầu thủ uh, hàn kiều trung kiều singapore kiều vân vân philippines sử dụng nhiều uh, vận động viên gốc trung quốc hay còn gọi là gốc tàu vân vân và vân vân thưa quý vị rồi uh, trung quốc thì sử dụng nhiều ngoại binh của cầu thủ brazil chẳng hạn được uh, hưởng quy chế đặc biệt uh, coi như thưởng tối đa trong khi những cầu thủ uh, tạm gọi là quốc nội thì tiêu chuẩn thấp hơn cùng thi đấu một vị trí vân vân cho nên ganh ra những sự ganh ăn tức ở rồi đổ vỡ những kế hoạch không hàn gắn được thiếu đoàn kết mất đoàn kết đấu đá nội bộ vân vân và vân vân chỉ vì vấn đề tiền đại ngộ ưu đại quá lớn cho những ngoại binh đến từ nước ngoài vân vân rồi chưa kể vấn đề nhập tịch xong tịch Kèn cửa nhau Tại sao cầu thủ này Nữ cầu thủ kia mất hàng năm trời Thậm chí 5-7 năm trời Mới được vào đội tuyển Trong khi những người khác chỉ cần Vài tháng tập luyện là trở thành Cầu thủ nội Mang áo Đi thi đấu vân vân Nói chung là đủ kiểu Đủ chiêu trò Nhưng mà đây là lần đầu tiên có thể nói là Một sự kết hợp coi à, như là thành công và trên màn hình Đây là hai chị em sinh đẻ ở Houston Mỹ thưa quý vị tên Việt Nam là Trương uh, Thảo Vy và Trương Thảo My sinh năm 2001 đây là một uh, cặp chị em uh, song sinh hết sức đặc biệt uh, tên tiếng Mỹ là Kathleen và Kathleen à, Nói chung uh, đây là hai sinh viên uh, vẫn còn đang đi học à, đại học và học rất giỏi ở trong cái top uh, của trường uh, list gonzalez và điều đặc biệt là từ năm 6 tuổi thì được uh, ông bố là Trương Mẫn đã giới thiệu bộ môn uh, uh, bóng rổ cho nên hai chị em chơi bóng rổ từ năm 6 tuổi uh, rất nhuần nhuyễn và điều đặc biệt là cô chị uh, Thảo Vi vừa giành được cái giải thưởng đặc biệt đó là cầu thủ hay nhất về bóng rổ nữ NCAA Women của đại học ở phía miền Tây của nước Mỹ thưa quý vị và có thể nói đây là một mức thăng tiến rất lớn trong sự nghiệp bóng rổ theo lời của ông bố thì sau khi tốt nghiệp đại học thì hai cô phải đi làm cho nên chắc chắn cũng không còn gắn bó với bộ môn bóng rổ nữa và điều đặc biệt là hai cô đã quay trở về giúp đội tuyển Việt Nam trong cái môn gọi là bóng rổ ba ba thưa quý vị ba nhân ba tức là ba người đấu với ba đối thủ đây là một cái môn bóng rổ khá đặc biệt nó chỉ có nửa sân bóng rổ xin thưa vị là như vậy quý vị thường thấy là sân bóng rổ có hai rổ ở hai bên nhưng mà trong cái môn 3 nhân 3 này thì nó chỉ có nửa sân bóng rổ và mỗi đội phải phát banh cho đối thủ tấn công thưa thưa vị là như vậy cho nên rất kịch tính hồi hộp và đòi hỏi thể lực uh, rất lớn uh, thì hai chị em uh, uh, đã tình nguyện quay trở lại Việt Nam thi đấu cho màu áo Việt Nam và đã đoạt huy chương bạc trong kỳ SEA Games 31 sau uh, một sự hết sức tiếc nuối trong vòng uh, mấy chục giây đã bỏ lỡ cơ hội uh, giành được huy chương vàng cho Việt Nam kỳ thứ SEA Games 31 thưa quý vị và đến kỳ uh, SEA Games uh, 32 này thì uh, hai chị em đã hết sức uh, cố gắng và giành được huy chương vàng. Có thể nói là trận đấu với đội tuyển nữ Philippines với thể hình cao trên uh, 1m9 thưa quý vị. Thì uh, đương nhiên là có cái sự ăn ý giữa cặp chị em uh, song sinh này và hai uh, nữ tuyển thủ uh, bóng truyền cũng khét tiếng của Việt Nam là cô Huỳnh Thị Ngoan năm nay 31 tuổi và đã chơi bóng rổ hơn 10 năm và có lẽ đây là sự nghiệp uh, vinh quang nhất của cô uh, tại vì ở cái tuổi 31 thì uh, cũng khá cao tuổi so với uh, bộ môn bóng rổ và cô Nguyễn Thị Tiểu uh, Duy thưa quý vị thì thì uh, ở vòng ngoài đội tuyển nữ Việt Nam môn ba bà bóng rổ này thắng đội tuyển Philippines với tỷ số 21-19 thưa quý vị nhưng mà ở vòng chung kết thì có thể nói rằng Philippines hết sức cố gắng để giành huy chương vàng từ tay đội tuyển Việt Nam thì uh, trận đấu đã hết sức kịch tính và cuối cùng đi các nữ vận động viên bóng rổ Việt Nam cùng với hai chị em uh, song sông sinh Việt Kiều đã giành thắng lợi chung cuộc thưa quý vị uh, có thể nói rằng là uh, đây là một cái tấm huy chương hết sức quý giá và là một cái sự thành công trong cái việc uh, hay trong một cái chính sách uh, đại đoàn kết uh, sử dụng uh, những vận động viên Việt Kiều kết hợp với những tài năng của Việt Nam tạo nên những cái đội đủ sức dư sức thi đấu ở sàn đấu Đông Nam Á thưa quý vị và trong danh sách tập huấn đội tuyển bóng rổ quốc gia nữ 5 nhân 5 và 3 nhân 3 thì có tới 3 nữ cầu thủ Mỹ gốc Việt ngoài Trương Thảo My và Trương Thảo Vy do Liên đoàn bóng rổ Việt Nam mời thì còn mời thêm một cô nữa là Miley Cara Jones. Ờ, trong một video khác chúng tôi sẽ nói về nhân vật Miley Cara Jones này thưa quý vị. thì uh, Với cái thành tích uh, giành được huy chương vàng của Trương Thảo My và Trương Thảo Vy cùng với Huỳnh Thuyền Hoàng và Nguyễn Thị Tiểu Duy ở cấp uh, thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu thì có Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tiểu Duy, võ Thị Ngọc Hậu, Bùi Kim Nhạn, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Văn Thu Thảo. ở Hà Nội thì có hai nữ vận động viên Đặng Thị Thúy Hằng, Bùi Thu Hằng. ở Cần Thơ thì có Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trần Thị Yến Vân. Chúng ta thấy là cả nước Việt Nam kiếm được những uh, vận động viên bóng rổ là hết sức khó khăn cả thành phố lớn như Hà Nội chỉ có hai vận động viên cả thành phố Cần Thơ chỉ có hai vận động viên vân vân thưa quý vị à, nói về à, bóng rổ thì có thể nói à, Thành Phố Hồ Chí Minh là một cái nơi mà chơi à, bóng rổ hết sức năng động mạnh mẽ nhất à, Việt Nam và đặc biệt là ở khu vực quận 5 à, sân Tinh Võ chẳng hạn như vậy có những câu lạc bộ à, bóng rổ à, chơi rất khét tiếng và thậm chí à, từ nhiều năm chứ không phải bây giờ là đã mời nhiều cầu thủ uh, Việt Kiều về nước rồi ngoại Kiều ngoại binh về uh, chơi cho các đội uh, bóng rổ ở khu vực uh, thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn thưa quý vị uh, nói chung là cũng uh, quận 5 thì thường được gọi là khu vực uh, chợ lớn và người gốc Hoa uh, thường rất thích chơi bộ môn uh, bóng rổ từ trước năm 1975 do đó họ có những cái kinh nghiệm rất lớn trong bộ môn bóng rổ nói về bóng rổ thì Việt Nam trong cái bộ môn 3x3 3 này thua kém các quốc gia khác tới 5 năm thưa quý vị nhưng mà trong bộ môn 5x5 thì có thể nói Việt Nam thua kém các quốc gia Đông Nam Á lên tới hàng chục năm trời. Và đó là cái lý do mà Việt Nam cần phải có sự giúp đỡ của các ngoại binh. Ở đây là các ngoại binh có chất lượng thưa quý vị hoặc là các Việt Kiêu, những người Mỹ gốc Việt hoặc là những người Mỹ sinh đẻ từ Mỹ chứ không phải từ Việt Nam vân vân thưa quý vị. Thì trên màn hình quý vị thấy là nỗi vui mừng của những nữ vận động viên đã giành được uh, huy chương vàng SEA Games 32. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần của Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.